bị nói trốn khi công ty SAT liên hệ đối chất, Virus lên tiếng, muốn mời thì đến nhà tôi gõ cửa. Virus mới đây đã có màn comeback thẳng thắn với fan của SAT ngay trên livestream khiến netizen rần rần hóng biến. Màn đấu tố giữa SAT và Virus vẫn đang là tâm điểm trên mạng xã hội và được cư dân mạng quan tâm bàn tán. Mở đầu là status cực căng của SAT ám chỉ ai đó câu view kiếm vài đồng tiền lẻ, khiến hàng loạt đom đóm fan hâm mộ của SAT kéo vào chỉ trích Virus. Người trước đó vừa tố giác sử dụng bát do mình làm mà không xin phép hay liên hệ trao đổi. Virus sau khi bị phía fan SAT chỉ trích cũng nhanh chóng đáp trả. Tối qua, nam nhạc sĩ vừa có màn đối chất cực căng với một fan nữ của SAT khi người này chất vấn vì sao phía công ty SAT liên hệ mà Virus không phản hồi làm rõ mọi ồn ào. Lúc này, Virus thẳng thắn cho biết nếu ai muốn mời tôi thì đến nhà gõ cửa, bấm chuông, có địa chỉ hết rồi. Mình có phải trả con đâu mà đi mời. Thứ hai, đó là kiện của Khoi à, hở tí là lôi máy từ đó ra. Mình lớn hết rồi, tôi nghĩ những kiến thức luật cơ bản thì ai cũng nắm được. Đường đường là một công ty lớn, muốn mời thì đến gõ cửa, bấm chuông đàng hoàng. Chứ ai lại lên social viết mấy cái tút, xong lại up video thì kỳ lắm. Ekip bạn đó ai cũng biết nhà tôi hết, thì cứ đến nói chuyện đàng hoàng. Trước đó, vào tối ngày 7 tháng 3, Virus đăng video reaction ca khúc Thiên Lý ơi của SAT. Trong video, Virus bất ngờ tiết lộ bass của Thiên Lý ơi có vẻ tham khảo từ bản demo do anh và SAT hợp tác sản xuất từ cách đây vài năm. Theo Virus, hiện tại họ không còn hợp tác nên việc SAT vẫn tham khảo bản demo nói trên mà không xin phép, khiến anh bất ngờ và tỏ ra không hài lòng về cách làm việc này của ekip SAT. Ngay sau đó, SAT cũng ẩn ý đáp trả bằng một status, chê rượu đắng nhưng vẫn nốc cho đầy họng mỗi lần anh ra cái gì đó. Lâu nay cứ im lặng cho hết bên này đến bên khác, theo dệt, búa máy, riết quen cái tật. Đứng trước mặt anh mà múa, cao view làm cái gì mấy đồng tiền lẻ, có bao nhiêu đâu mà ham dữ vậy.